Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hành xóa cái bát admin trong cái BIOS của máy Dell cho chúng ta hoàn thảo nha. Rồi, các bạn thấy đây. Ở đây là nó có một cái gọi là cái bát admin. Đó, nó sẽ có cái chữ unlock ngay đây này. Unlock ha. Đây, chúng ta thấy đây. Đó. Nếu mà các bạn không xóa cái bát unlock này á, admin này này, các bạn không có cài đặt Windows hay là chúng ta chọn cái gì trong cái ở phía này nha, tất cả nó sẽ ẩn hết đó, cho nên chúng ta buộc là chúng ta phải xóa đi cái bát này. Đây là cái bát mà thường cá nhân khi mà bên châu Âu ta mua từ hãng lên thì người ta sẽ đặt một cái bát gì để tránh trường hợp là mắc máy ha. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ dùng một cái phần mềm chuyên dùng để tôi xóa đó. Rồi, chúng ta sẽ tháo máy rồi. Ok, đây là dòng máy Dell Precision 7560. Nhưng mà để tôi sẽ cái sao về tát tôi coi, nó sản xuất năm mấy ha. Dòng này cũng khá mới. Rồi ở đây có cái xe bịch tát là Z5L. HD Kara. À, đây là sản xuất 2015 nha các bạn. Tháng 1 2015. À, đây. 7560. Đây nó bảo hành đến ngày 5 tháng 1 2025 nha các bạn. Tất nhiên là vẫn còn khá mới, máy này mới sản xuất năm nay thôi. Rồi, ok các bạn. Bây giờ tôi bóc BIOS ra rồi. Bây giờ tôi đọc và tôi đã sửa cái file fix này ha. Rồi, đây là file này, file gốc này. File gốc của nó này. Đó. Thì trong cái buffer này nè, nó sẽ có những cái bát mà người dùng á, người ta đặt thì dùng cái phần mềm xóa cái bát á. Nhưng mà trên cái này thì các bạn nếu mà muốn tìm hiểu sâu thì chúng ta nên có chút kiến thức về này ha. Rồi bây giờ tôi sẽ nạp và tôi tiến hành nạp cái file này vô. Đây là BIOS cũng khá là cao nha các bạn, 256 mà chúng ta là khoảng là 256. Có những BIOS đời mới sau này nó tới 64 mề, rất là cao. Chúng ta chia cho 8 bit này nó ra này 32, con này là khá cao ha. Con cao là 64 mề hiện tại. Giờ chúng ta sẽ open đặt cái file này vô. Rồi, rồi chúng ta để đến 100%, tôi sẽ gắn vào và test cho chúng ta thấy ha. Rồi, ok các bạn. Sau khi mà tôi remove nó thì nó đã hết rồi. Đây, tôi sẽ mở cho các bạn thấy nha. Rồi, chúng ta kích lên này. Đây, chúng ta thấy đây. Cái chỗ mà ngay cái password này, admin này, nó đã xóa đi mất đi cái unlock màu xanh này, thấy chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã chỉnh được cái này. Đây, khi các bạn click vào này, nó đã hiện tất cả, chúng ta có thể là chọn được ha. Đó. Rồi, ok. Đó là về cái vấn đề mà xóa bát admin đối với những dòng máy Dell là như vậy ha.
Rồi, thôi video tôi xin kết thúc ở đây nha các bạn. Rồi, mọi nhu cầu mà các bạn cần làm về các vấn đề BIOS như là laptop hay là MacBook thì cứ liên hệ tôi ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta trong các video sau.